an tĩnh. Vì giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì em sẽ có thể đổi thay. Mất cho năm đôi mình nơi chung nguyện, một lần nắm em nói về chung lối. Đến người ơi em cần chỉ đắng lo, bên cạnh anh em sẽ bền chân mơ. Do anh và em có già, đừng nói nghe.